quý vị, trước tình hình một số các dân trở về từ vùng có dịch, thiếu ý thức trong việc chấp hành quy định cách ly tại nhà, tự ý đi lại nhiều nơi. Để đảm bảo việc quản lý, giám sát chặt chẽ người về từ vùng có dịch, quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo các phường tổ chức giao ban tổ COVID-19 cộng đồng hàng tuần để nắm tình hình. Đây là buổi giao ban định kỳ hàng tuần, lần thứ 7 của phường Mỹ An. Lãnh đạo phường thông báo tình hình về diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, với 13 trường hợp F1 đang cách ly tập trung, 49 trường hợp về từ vùng có dịch và các trường hợp F2 liên quan đến ca bệnh là nhân viên quán nhậu Lê Gia 2. Quận Sơn Trà hiện đang cách ly tại nhà. Cùng với đó, các chỉ đạo về công tác phòng chống dịch được địa phương quán triệt đến các tổ COVID-19 cộng đồng. Thông tin hai chiều về công tác phòng chống dịch giữa chính quyền và cơ sở được chuyển tải kịp thời đến từng hộ dân. Chúng tôi rất quán triệt cho các tổ COVID cộng đồng là phải theo dõi, giám sát thật chặt chẽ những hộ, những người từ địa phương khác về. Đặc biệt là cái số mà cách ly tại nhà thì phải giám sát chặt chẽ. Bên cạnh đó thì phối hợp với cảnh sát khu vực và các lực lượng của địa phương như dân quân, y tế và cán bộ phụ trách phường để chúng ta giám sát những người cách ly tại nhà, đảm bảo được cái quy trình phòng chống dịch. Để quản lý, giám sát chặt chẽ người về từ vùng có dịch, các phường trên địa bàn quận thành lập các tổ giám sát với sự tham gia của cán bộ phường, cảnh sát khu vực, cán bộ khu dân cư. Các tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường vai trò giám sát chặt chẽ 24/24 giờ đối với những người đang áp dụng cách ly tại nhà, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức và cùng góp sức xây dựng vững chắc pháo đài chống dịch từ cơ sở. Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đó là mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống dịch, đó là những nhà xung quanh mà có người lạ vào khu dân cư chúng ta thì đề nghị bà con chúng ta cũng nâng cao cảnh giác và cũng là báo về cho tổ COVID để cho tổ COVID kịp thời xử lý những cái tình huống đó. Tự giác tuân thủ, cô về trạm y tế của phường Hòa Hải mình, cô khai báo xong là ở trạm y tế là những cái là cô về ở nhà là ở nhà 7 ngày, cô không có đi đâu hết. Hiện nay phần lớn người về đến Đà Nẵng đều được hướng dẫn cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Chính vì vậy, vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng tại địa phương là hết sức quan trọng trong việc kiểm tra, giám sát. Và hơn lúc nào hết, ý thức của người trong cuộc cũng hết sức quan trọng, cần tuân thủ nghiêm túc các quy định trong quá trình thực hiện cách ly.